Phạm Vinh và Triệu Ngân. Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay thứ Tư, 6 tây tháng 11 năm 2024, Phạm Vinh và Triệu Ngân xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết. Cựu Tổng thống Trump đắc cử Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Khu thương mại Garden Grove bị cháy. Đảng Cộng Hòa giành lại quyền kiểm soát Thượng viện, dẫn đầu cuộc đua Hạ viện. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn thắng lớn. Bitcoin lập kỷ lục 74.800 đô la khi cựu Tổng thống Trump tạm dẫn trước. Cuộc đua vào Nhà Trắng tốn kém nhất lịch sử nước Mỹ. Ông gốc Việt sơ hở để súng trong nhà, nổ chết bé gái 7 tuổi. Santa Ana mang theo gió giật mạnh như bão, nguy cơ cháy rừng cực kỳ cao. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức trên kênh YouTube Vinh Channel. Vừa rồi là phần tin chính trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Cựu Tổng thống Trump đắc cử Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Ông Trump đã có bài phát biểu chiến thắng tại trung tâm hội nghị ở bang Florida trước những người ủng hộ ông. Ông hứa sẽ đưa đất nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông Trump xuất hiện trên sân khấu trung tâm hội nghị ở West Palm Beach, Florida và được tuyên bố là tổng thống đắc cử. Xuất hiện cùng ông là vợ bà Melania Trump cùng các con, cùng với phó tướng J.D. Vance. Nói với những người ủng hộ trong khán phòng, ông Trump nhấn mạnh khoảnh khắc này sẽ giúp đất nước này chữa lành. Ông cam kết sẽ chiến đấu vì người dân mỗi ngày và sẽ đưa đất nước trở lại thời kỳ hoàng kim. Tôi muốn cảm ơn người dân Mỹ vì vinh dự đặc biệt khi được bầu tổng thống thứ 47 và 45 của các bạn. Tôi sẽ chiến đấu vì các bạn và gia đình của các bạn, vì tương lai của các bạn mỗi ngày. Tôi sẽ chiến đấu vì các bạn từng hơi thở. Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng ta mang đến một nước Mỹ hùng mạnh, an toàn và thịnh vượng mà con cái chúng ta xứng đáng có được và các bạn xứng đáng có được. Đây thực sự là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ, ông Trump nói với những người ủng hộ mình tại Florida. Ông cũng chúc mừng Đảng Cộng Hòa đã giành quyền kiểm soát Thượng viện. Nước Mỹ đã trao cho chúng ta một nhiệm vụ mạnh mẽ và chưa từng có. Chúng ta đã giành lại quyền kiểm soát Thượng viện, thật tuyệt vời, ông tuyên bố. Ông Trump dành nhiều lời tốt đẹp cho tỷ phú Elon Musk, người đã dốc sức ủng hộ ông trong chặng cuối cùng của cuộc đua chạy vào Nhà Trắng. Ông đề cập đến dịch vụ tên lửa của hãng SpaceX của ông Musk và việc ông Musk đã đưa dịch vụ Internet Starlink đến hỗ trợ North Carolina sau cơn bão Helene. Ông Trump đã thắng long trời lỡ đất tại 7 bang chiến địa có ý nghĩa quyết định gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Wisconsin và Pennsylvania. Ông đã giành trọn 93 phiếu đại cử tri tại những bang nói trên. Ông Donald Trump sẽ trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Đây cũng là nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump sau nhiệm kỳ đầu tiên hồi năm 2016 đến 2020. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Capitol Hill vào ngày 20 tháng 1, 2025. Khu thương mại Garden Grove bị cháy. Một trung tâm thương mại ở Garden Grove đã bốc cháy vào sáng sớm thứ Tư. Khoảng 75 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường ở khu nhà 13200 đường Crookes để dập tắt đám cháy cấp độ 3 vào khoảng 3 giờ 30 sáng. Cơ quan cứu hỏa quận Cam cho biết trên mạng xã hội, ngọn lửa đã được dập tắt vào lúc 5 giờ sáng, mặc dù lính cứu hỏa sẽ vẫn còn ở lại đó trong một thời gian dài để dập tắt hoàn toàn các điểm nóng. OCFA cho biết thêm, không có thương vong nào để được báo cáo và nguyên nhân vụ cháy vẫn còn đang được điều tra. Đảng Cộng Hòa giành lại quyền kiểm soát Thượng viện, dẫn đầu cuộc đua Hạ viện. Đảng Cộng Hòa đã giành được ít nhất 51 phiếu, qua đó chính thức trở thành đảng giữ đa số ghế tại cơ quan lập pháp này. Ngày 6 tây tháng 11 theo giờ bờ đông của Mỹ, kết quả kiểm phiếu tổng tuyển cử năm 2024 tại nước này cho thấy Đảng Cộng Hòa đã giành được ít nhất là 51 phiếu, qua đó chính thức trở thành đảng giữ đa số ghế tại cơ quan lập pháp. Trước đó, thống đốc bang West Virginia của Mỹ, thành viên Đảng Cộng Hòa James Justice, đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào ghế Thượng viện nghị sĩ đại diện bang này tại Thượng viện. Chiến thắng của ông James Justice có ý nghĩa quyết định đối với nỗ lực của Đảng Cộng Hòa nhằm giành quyền kiểm soát Thượng viện khóa 119 sắp tới.
Các thượng nghị sĩ mới đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức vào đầu tháng 1 năm 2025, trước thời điểm ngày 20 tháng 1 năm 2025, khi Tổng thống đắc cử thứ 47 của nước Mỹ nhậm chức. Đảng Cộng hòa cũng đang dẫn đầu cuộc đua tại Hạ viện với 199 số ghế trên 435 ghế, trong khi các nhà lập pháp dân chủ giành được 180 ghế. Nếu cả Thượng viện và Hạ viện đều nằm trong tay của Đảng Cộng hòa, thì đây sẽ là lần thứ hai ông Trump đạt được một sự thống nhất như vậy. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn thắng lớn, tin từ Huntington Beach, California, kết quả bầu cử sơ khởi của 61 ứng cử viên gốc Việt tại Hoa Kỳ. Tính đến 10 giờ tối thứ Ba, ngày 5 tháng 11, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn thắng lớn chức giám sát viên Orange County, địa hạt 1. Tại văn phòng tranh cử ở thành phố Huntington Beach, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn xuất hiện khoảng 8 giờ 30 tối, dưới sự cổ vũ của đông đảo người ủng hộ. Lúc đó, bà Janet thắng số phiếu hơn 60%. Hôm nay là một ngày mới ở Orange County và ở địa hạt 1. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn tuyên bố, xin cảm ơn quý đồng hương đã dồn phiếu cho Janet. Janet không bao giờ quên nguồn gốc cộng đồng mình ở đâu. Janet rất cảm động và vui mừng, mặc dù chặng đường còn rất dài. Phát biểu trước cả trăm ủng hộ viên, vị nữ thượng nghị sĩ phát biểu, cảm ơn tất cả các thiện nguyện viên và gia đình đã đồng hành cùng bà trong suốt thời gian tranh cử. Chúng tôi gõ cửa hơn 100.000 căn nhà, nhắn tin vận động đến 1 triệu tin trong mỗi ngày, mỗi tuần. Chúng tôi rất trân quý tấm lòng của mọi người, và chúng tôi sẽ làm việc cực lực cho mọi người và bảo vệ dân cư để không còn giám sát viên nào lấy tiền của dân nữa. Bà Janet dõng dạc tuyên bố. Bitcoin lập kỷ lục 74.800 đô la khi ông Trump tạm dẫn trước. Tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới tăng gần 10% sau 24 giờ qua, thiết lập kỷ lục mới hơn 74.800 đô la trên các sàn giao dịch tiền điện tử khi ông Donald Trump tạm dẫn đầu trong cuộc bầu cử của Mỹ. Khoảng 7 giờ tối hôm qua 5 tháng 11, Bitcoin đột ngột nhảy vọt, đồ thị dựng thẳng đứng chưa đầy 1 giờ sau, thì giá tiến sát 71.500, tức tăng hơn 3% chỉ trong vài chục phút. Đến khoảng 9 giờ, tiền số lớn nhất thế giới khởi động nhịp tích lũy mới, giá tăng vọt lên 74.812 đô la vào khoảng 10 giờ 10, tăng 10% so với cùng kỳ hôm qua. Như vậy, Bitcoin đã lập kỷ lục mới, thị giá hiện tại cao hơn khoảng 1,4% so với mốc cũ là 73.750 đô la lập hồi giữa tháng 3 vừa qua. Các đồng tiền kỹ thuật số khác cũng hưởng ứng. Ethereum tích lũy gần 7% lên hơn 2.560 đô la, mức tăng 5-6% được ghi nhận ở Binance Coin và XRP. Trong số đó, thị trường chứng kiến nhiều mã token tăng 10% như Solana hay Dogecoin. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay được gọi là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử của ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số. Ryan Rasmussen, người đứng đầu khối nghiên cứu tại Bitwise Asset Management, cho biết nếu ông Trump thắng, thị trường sẽ ghi nhận thêm một mức cao nhất mọi thời đại. Cuộc đua vào Nhà Trắng tốn kém nhất lịch sử nước Mỹ. Theo truyền thông Anh, hai ứng cử viên tổng thống Mỹ gồm bà Kamala Harris và ông Donald Trump đã chi tổng cộng 3,5 tỷ đô la trong cuộc bầu cử tổng thống được đánh giá là tốn kém nhất trong lịch sử của nước này. Số liệu từ Mỹ cho thấy, trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, tính đến giữa tháng 10 vừa qua, bà Harris và đảng Dân Chủ đã huy động hơn 2,3 tỷ đô la và chi cho các hoạt động tranh cử là 1,9 tỷ đô la. Trong khi đó, đối thủ của bà là ông Donald Trump và đảng Cộng Hòa đã thu được hơn 1,8 tỷ đô la và chi 1,6 tỷ đô la. Trong số 3,5 tỷ đô la, đã được hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa chi cho cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống Mỹ. Gần một nửa số tiền đã được chi cho quảng cáo và phương tiện truyền thông. Trong đó, phần lớn số tiền gần 1,5 tỷ đô la đã được chi lại 7 bang chiến trường. Đáng chú ý, hơn 400 triệu đô la đã được chi riêng tại bang Pennsylvania, nơi có 19 phiếu đại cử tri, nhiều hơn tổng số tiền được chi cho tất cả 43 bang không dao động. Chiến dịch tranh cử của các ứng viên tổng thống Mỹ được tài trợ từ các quỹ cá nhân và quỹ của đảng. Các khoản quyên góp của cá nhân và các quỹ được huy động thông qua các ủy ban hành động chính trị. Một ông gốc Việt sơ hở để súng trong nhà, nổ chết bé gái 7 tuổi, tin từ Philadelphia, Pennsylvania. Vào hôm chiều Chủ nhật 3 tây tháng 11, cảnh sát cho biết, theo NBC News,
một người đàn ông đang đối diện với các tội trạng sau khi một bé gái 7 tuổi tử vong trong một vụ nổ súng vô tình bên trong một căn nhà tại Philadelphia. Cảnh sát đã có mặt tại một căn nhà ở dãy 3800 trên đường First Street vào khoảng 2 giờ 30 chiều. Khi tới nơi, họ đã phát giác một bé gái, sau đó được nhận dạng là Mia Anduja, 7 tuổi, bị trúng đạn trên mặt. Anduja được đưa đi bệnh viện St. Christopher, nơi cô bé được tuyên bố qua đời lúc 2 giờ 39 phút chiều cùng ngày. Vào thời điểm gây ra vụ nổ súng, dường như có hai người trưởng thành có mặt trên tầng của một căn nhà cùng 3 trẻ nhỏ, còn nạn nhân thì ở tầng 2, các nhà điều tra cho biết. DFP, thanh tra cảnh sát Philadelphia, nói với NBC rằng đây có thể là một vụ nổ súng vô ý. Khi đó Anduja lượm được khẩu súng, lỡ tay bóp cò và tự bắn mình. Hoặc cũng có thể là một đứa trẻ 2 tuổi trong nhà vô tình bắn nạn nhân. Page cho biết hôm Chủ nhật rằng cả chủ sở hữu súng lẫn chủ nhà đều bị bắt giữ. Hôm thứ Hai, cảnh sát loan báo Alan Nguyễn, 24 tuổi, bị bắt vì liên can tới vụ nổ súng và bị buộc tội ngộ sát vô ý, gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ em và cẩu thả dẫn tới gây nguy hiểm cho người khác. Cảnh sát vẫn chưa cho biết liệu Alan Nguyễn là sở hữu súng hay là chủ sở hữu căn nhà trên đường First Street. Họ cũng chưa tiết lộ liệu nghi can có mối quan hệ gì với Anduja hay liệu người thứ hai bị bắt giữ cùng ông có bị buộc tội hay không. Trong thời gian tiếp tục điều tra, Page muốn nhắn nhủ với những người sở hữu súng. Theo quy định của luật pháp, người sở hữu súng phải giữ cho vũ khí luôn luôn an toàn và xa tầm tay của trẻ nhỏ. Santa Ana mang theo gió giật mạnh như bão, nguy cơ cháy rừng cực kỳ cao. Gió Santa Ana đang hoành hành ở Nam California với tốc độ như bão ở một số khu vực, khiến các quan chức thời tiết mô tả tình trạng cháy rừng cực kỳ cao. Trên thực tế, cơ quan thời tiết quốc gia đã mô tả gió và độ ẩm thấp dự kiến sẽ kéo dài cho đến thứ Sáu là một tình huống đặc biệt nguy hiểm. NWS báo rằng sức gió giật mạnh đã đạt tới 85 dặm một giờ trên đường mòn xe tải Magic Mountain, 75 dặm một giờ trên đường mòn xe tải Palo Sola và 73 dặm một giờ ở Brown Canyon. Những cơn gió mạnh đó kết hợp với độ ẩm có thể giảm xuống mức thấp tới 8%, tạo ra các nguy cơ cháy rừng thậm chí còn vượt quá mức cảnh báo đỏ mà nhiều người dân California vẫn thường thấy. Nguy cơ cháy rừng cũng đã dẫn đến việc đóng cửa của đại lộ Tobanra Canyon giữa đường Mulholland và đường Pacific Coast Highway. Và sau đây là phần tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết thứ Năm, 7 tháng 11 năm 2024, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 16 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 4 giờ 53 phút chiều. Bầu trời nắng, nhiệt độ cao khoảng 75 độ F, gió đông bắc chuyển sang tây, thổi với tốc độ 10 đến 15 dặm một giờ. Độ ẩm 16% và chỉ số UV cho thấy 4 trên 11. Vào ban đêm, trăng lên vào lúc 12 giờ 01 phút trưa và trăng lặn vào lúc 10 giờ 1 phút tối. Bầu trời quang đãng, nhiệt độ thấp 48 độ F, gió nhẹ và thay đổi. Trời se se lạnh vào ban đêm, độ ẩm 37% và chỉ số UV cho thấy 0 trên 11. Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận Fountain Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai. Phạm Vinh và Triệu Ngân xin cảm ơn quý vị và các bạn đã vừa xem bản tin của Vinh Channel. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích, cho Vinh Channel xin một like và một subscribe. Nếu quý vị và các bạn chưa ghi danh với Vinh Channel, xin hãy ghi danh để mỗi khi có video mới của Vinh Channel, quý vị sẽ được thông báo sớm nhất. Xin chân thành cảm tạ quý vị và các bạn rất nhiều đã ủng hộ Vinh Channel.